con tê giác ai biết vẽ sao trời, ai biết vẽ tê giác vẽ giùm bối lên. Thôi con khác được không, thôi con khác đi chứ con tê giác không biết vẽ. Rồi con vẽ đi, con vẽ tê giác giùm mẹ đi. Rồi cái sừng đó hả? Mày vẽ gì, cái gì dễ dễ đi chứ ra đề khó quá không biết làm. Con khác được không? Rồi con tê giác với con dâu nó mới chịu. Chết rồi đâu có biết đâu mà vẽ. Ai mà biết con dâu vẽ làm sao? Thôi vẽ con heo được không? Tê giác. Nó vẫn kiên quyết là con tê giác. Ai mà biết vẽ, mẹ không biết vẽ tê giác. Không biết vẽ. Thôi ai mà biết con tê giác vẽ làm sao trời. Vẽ như heo vậy. Rồi con tê giác á, ai biết con tê giác vẽ làm sao? Con dơi. Con dơi. Rồi xóa bảng đi. Rồi xóa bảng, quay lại xóa bảng đi. Quay ngược lại. Con nói con nào dễ dễ thôi. Con heo đi. Con voi. Con voi. Đố mấy con khó khó. Đố mấy con khó khó không ai biết vẽ rồi. Con gì? À hình elip á hả? Ok, ok, vẽ hình elip. Elip thì biết vẽ, cái này dễ. Rồi, elip. Rồi hình gì khác? Hình khác đi, hình khác đi. Hình gì nữa? Giác. Tam giác hả? Ok. Ok. Rồi. Hình tròn. Hình tròn, ok. Hình tròn luôn. Rồi, gì nữa? Hình gì nữa? Hình gì nữa bá? Thôi. Hả? Hình thoi hả? Hình ok, hình thoi để mày vẽ. Hình thoi. Ôi là trời. Rồi. Hình gì nữa? Ai vô. Ừ. Rồi, hình gì nữa? Elip đâu? Elip nè. Elip đâu? Elip nè. Rồi, rồi tới bói đi, tới bói vẽ hình gì? Bé vẽ hình vuông cho mẹ coi coi. Mẹ vẽ. Mẹ vẽ hình vuông phải không? Ok. Hình vuông phải không? Rồi đó, hình vuông đó. Hình vuông. Hình gì? Vuông. Rồi xóa bảng đi. Xóa bảng đi. Ai go go. Ai. Chó. Chó hả? À? Thôi vẽ con mèo được không? Chứ con chó không biết vẽ. Con mèo được không? Dạ. Yeah. Mai mốt mẹ, mai mốt bỏ học vẽ con chó về mẹ bỏ dạy mẹ nghe. Ừ, rồi bảo dẻn chó nè, coi nè, dẻn gâu gâu nè. Rồi, vô. Rồi, cái miệng đâu, cái miệng gâu gâu đâu? Ông mặt trời, ok. Ông mặt trời. Cái này là gì bởi? Tia nắng. Rồi, gì nữa? Bối. Dẻ bối hả? Bối, trời nó kêu dẻn bối. Bối hả? Bói nè, tóc con nè, tóc nè, hai ngoắc nè, cái lỗ mũi bói nè, cái miệng nè, hai lỗ tai nè. Chà. Chà. Con thỏ. Cha mày gì xấu dữ vậy? Con thỏ. Rồi, con thỏ đó. Con gì? Gấu. Gấu, ok. Gấu vẽ sao ta? Gấu sao á? Ôi mẹ, chắc phải đi học lớp, một lớp học vẽ quá. Chứ nó bắt vẽ hết cái sở thú luôn rồi nè. Rồi ai mà biết vẽ sao trời. Rồi giống gấu chưa? Gấu. Trời ơi, có ai dạy lớp học vẽ không? Chắc đăng ký đi học quá. Chứ nó bắt vẽ mấy cái con không biết vẽ không nè. Ừ. Rồi xóa bảng đi, giảng khác. Rồi con vẽ đi. Bó giảng con gì? Bó định giảng gì? Bó định giảng gì? Hả? Bó định giảng gì? Trời ơi. Lem cái mặt gấu rồi. Rồi xóa bảng đi. Sao bảng đi. Mày vẽ một con, mày đố bó rồi bó biết con gì không? Sao bảng đi. Rồi xóa đi.
thì con xóa bảng đi, hết chỗ mày vẽ rồi. Rồi giờ mày con nhím. Con nhím hả? Ừ, con nhím. Nhím vẽ làm sao ai biết trời. Con nhím hả? Ai mà biết trời. Ủa, nó bắt vẽ mấy cái con gì mà khó chứ trời. Nhím hả? Nè có mấy cái gai, mấy cái gai nhọn. Thấy ghê quá. Chắc đăng ký lớp học vẽ quá bói. Con nhím gì giống yêu quái. Thấy ghê quá nó đó, thấy ghê quá nè. Nè giống chưa? Nè giống nhím chưa? Trời ơi. Rồi xóa bảng ơi. Xóa bảng. Rồi 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 rồi. Xóa bảng đi. Xóa bảng đi. Ôi kẹt cái cây viết rồi. Lấy cây viết lên. Kẹt rồi kìa. Trời ơi. Bói vẽ bông hoa cho mẹ bói. Bói bông hoa. Bông hoa vẽ sao? Bỏ đi, chán bỏ đi rồi.